Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn quay trở lại với clip tiếp theo. Thì trong clip này thì mình sẽ show về version mới. Đây là một version khá là thú vị và có rất nhiều cái mình sẽ tối ưu. Đặc biệt đây là tính năng ủy thác này. Ủy thác rời mạng này đã được tối ưu này. Đã được co gia thêm này. Đó, các bạn thấy đấy. Tính năng ủy thác out game. Đó. Thì đây, quay chính xác màn hình để cho anh em thấy. Đó, anh em thấy không? Có gì? Đó. Và thêm một cái nữa cho các bạn thấy này. Anh em nhìn thấy cái này không? Đó, để mình sẽ tắt này. Các bạn nhìn thấy cái này không? Đó, anh em sẽ thấy một cái chữ này. Đó, ẩn hiện cửa sổ. Đây là tính năng gì? Mình sẽ mở full màn hình lên. Đây là tính năng gì? Khi mà các bạn ấn vào đây á, anh em nhìn góc dưới này, nó sẽ không có gì hết nha. Khi chúng ta ấn vào đây á, nó sẽ ấn. Đó, và nó sẽ ấn dưới đây này. Anh em thấy không? Nó có icon ấn này. Để chúng ta giấu cái cửa sổ đi. Sau đó chúng ta mở lên. Đây là một tính năng cực kỳ thú vị mà hiện tại game PC là có rất ít người có thể làm được, giống như Vina Game. Rất ít các bạn. Còn nay là Auto In Game là nó càng khác nữa. Auto In Game này nó có rất là nhiều cái hỗ trợ, ví dụ như về vọng điệp này, lưu thủy này, hỗ trợ full này. Các bạn có thể tăng nhiều và nó mở nhiều vòng sáng cùng một lúc này. Và tối ưu thì chúng ta có thể tối ưu rất là nhiều thứ, kể cả giảm CPU, GPU, FPS. Cơ bản thì rất là đầy đủ. Và đây là một phiên bản nâng cấp của cái phiên bản mà anh em đang trải nghiệm. Khá là đầy đủ và nó cực kỳ hiệu quả. Có luôn cả ủy thác. Rồi có cái thu nhỏ trang bị. Anh em thấy này đó. Thu nhỏ trang bị cực kỳ hay này. Đúng không các bạn? Đó. Và có rất nhiều thứ khác nữa. Từ cái auto. Auto nhìn thì nó có vẻ đơn giản như vậy các bạn nha. Nhưng mà nó cực kỳ đầy đủ. Ví dụ chọn lọc đồ này. Đó, chúng ta chặn một lần rồi chúng ta bấm lưu lại này. Đó. Chỉ nhặt trang sức, nhặt vũ khí này, nhặt trang bị này, nhặt tiền này, về chiến đấu này, thì nó đầy đủ những cái cơ bản nhất này, phạm vi tấn công, đánh quanh người, chỉ có hỗ trợ đánh quanh điểm, không có hỗ trợ đánh tọa độ các bạn nha, bởi vì như thế là nó cũng đủ rồi. Về hỗ trợ có mời đồng ý, đó, treo máy, có tự mua máu phù về, có thổ địa phù khi đồ sát tự động trở lại. Version mới này hiện tại mình đang hoàn thiện. Sau khi hoàn thiện thì mình sẽ update cho anh em. Và có cả tối ưu. Đây là version mới. Và anh em thấy đấy, ẩn cửa sổ. Bấm ẩn là nó ẩn, hiện là nó hiện. Đầy đủ các bạn nha. Rất nhiều cái đã được tối ưu để mà áp dụng. Và thực sự là mình đang một mình gánh, mình làm, mình code nhiều thứ. Thành ra là đôi khi game nó sẽ có những cái sự cố. Và đôi khi nó chậm tiến độ một tí. Cho nên anh em cũng thông cảm, bởi vì một mình đang làm rất nhiều việc để mong có một con game hoàn thiện và chỉnh chu nhất, kể cả các bạn chơi sau các bạn đều có thể theo được, không có vấn đề gì cả các bạn nha. Ok, đây là bản version mới và có lẽ là sẽ áp dụng trong tuần sau. Mình sẽ chuyển toàn bộ dữ liệu của version anh em đang trải nghiệm, sau đó là sẽ chuyển qua một version mới đầy đủ và ngon lành hơn để các bạn chơi, các bạn có thể trải nghiệm khá là chi tiết ở cái version mới này. Ok, cảm ơn các bạn. Và version mới này nó có đầy đủ tất cả những cái tính năng, tất cả các bạn nha, nó là tất cả luôn, không thiếu một cái giống gì nữa cả, đầy đủ hết. Cái này là hỗ trợ test này, mình sẽ tăng Nga Mi để cho anh em xem này. Nga Mi đây rồi nhỉ, đây Nga Mi đây rồi. Nhận thêm một cái nữa là nó sẽ full. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mộng điệp này, lưu thủy này, Phật tâm từ hữu này, thành âm phản sướng này, chưa có skill 90 các bạn nha, chưa có skill 120 nha. Bây giờ chúng ta sẽ mở auto lên. Chúng ta sẽ bấm hỗ trợ, nó sẽ luân chuyển. Tối đa 2 skill. Tối đa 2 skill chứ không nhiều hơn. Đó, anh em thấy đó, tối đa 2 skill. Đó, nó sẽ tự luân chuyển skill này. Anh em thấy đấy. Nó sẽ tự luân chuyển và chúng ta luôn có hai skill đầy đủ ấy. Còn không thích các bạn đổi qua cái này. Mộng điệp và lưu thủy thì nó sẽ tự luân chuyển mộng điệp và lưu thủy. Hai skill là đủ rồi anh em. Thì tất nhiên là anh em mà thích thì có thể mình có thể code cho nó 4 skill cũng được, nhưng mà mình nghĩ là hai skill là đủ rồi. Ok, đó là những cái tối ưu mà mình sẽ update trong cái version mới. Nhìn auto nhìn nó có đơn giản như vậy đó, chứ nó cực kỳ hiệu quả. Cực kỳ hiệu quả các bạn nha, và auto này cực kỳ ngon lành luôn.
Thời gian đổi người này, khi chúng ta BK một người này, tấn công là chúng ta có thể đổi mục tiêu này, khoảng cách này, phạm vi này, chiến đấu như vậy là đủ rồi các bạn. Đó, nó sẽ ưu tiên người trước, sau đó đánh 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 NPC. Đó, nhìn đơn giản nhưng mà nó cực kỳ hiệu quả. Và tất nhiên là anh em cần thiết sau này mình sẽ update auto, nhưng mà đây là version nó có khá là nhiều cái tối ưu để cho anh em có thể trải nghiệm. Ok, mình dừng clip ở đây các bạn nha. Và có lẽ là sắp tới khoảng tầm hơn một tuần mình sẽ update cái version này cho anh em trải nghiệm. Cảm ơn các bạn.